Hi em, chào mọi người quay trở lại với channel của Sự Dẹp. Hạ địch nhận hai trang bị à? I guess cũng được. Trong số mấy cái chế độ mình ghét nhất là cái chế độ chế độ gì nhỉ? Chế độ mà có thể tăng sao ấy. Cái chế độ tăng sao thì toàn kiểu có mấy trận mà mình có chế độ tăng sao ấy, có cái thẻ tăng sao ấy, thì thường mình sẽ kiểu tập trung để mình đánh một con gì 3 sao ấy. Thường mà khi mà mình đánh một con gì 3 sao thì mình sẽ ít khi lắp thẻ tăng sao vào sớm ấy. Nên là cái đấy nó cũng on top được, nếu mà mấy cái trận là đen đen, trận kiểu đen đen là đánh là không on top được bằng cái thẻ tăng sao, mà bắt buộc phải có cái thẻ tăng sao sớm cơ thì may ra mình đánh được. Anywho thì trông hơi kỳ nhỉ, muốn đánh không? Muốn cho con Arduin 2 này vào cái... Tại mình hay định làm clip mà nên là... Đây là thẻ tặng sao mình hay cứ để xuống cuối mình mới chơi ấy. Rồi lau cân hết à. À có Noman này. Mong thắng được trận nữa anh em ơi, hay kết à. Trông vẻ thua đấy anh em ơi. Bạn này khỏe lắm. Trừ khi gặp mấy bạn đen đen kia thì mình khỏe hơn các bạn ấy thôi, chứ không mấy bạn này khỏe lắm, toàn mấy bạn khỏe điên à. Hay kết, ok, được gặp đúng cái bạn mình không muốn gặp. Floor thiên đôi được này, ê ê ê ê ê. Đi vào đây. Giáp thống khổ này thôi nhỉ, thêm độc sĩ vào đi. Cho bạn này thống khổ đi, cho nó khổ sở đi anh em. Thế thôi anh em ơi, không chơi gì hơn đâu. Để đánh gì nhỉ, giáp thống khổ có thể đánh voi, chơi con voi 3 giáp thống khổ cũng thú vị I guess. Má còn giòn sấy đẹp quá. Không biết ai mới là người khổ. Không biết ai mới là người khổ ở đây. Bán luôn đi. Đừng làm trái tim anh đau. Quá khổ mà. Cái gì cái gọi ta? Trên ra đồ gì nữa? Được. Chốt bài. Ai có cả cái này luôn à. Thua một trận đúng không? Thua thêm trận nữa được không? Thua thêm trận nữa được không? Thua được thêm trận nữa không? Ôi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Này đi. Oh fuck it. 13 con voi cho nhau hết. Nhau ghê. Thua được không? Thua một thôi mà. Ui giời, Yon này một con. Rat đấm một con. Thua làm sao được anh em ơi. Ê, thua được ấy nhỉ.
Đấy, suy thua. Phải tự nhiên ra roll ra một đống tướng à anh, nên là mình không lên 5 ở đấy, chứ không bình thường mọi người lên 5 hết à. Lên 5 hết rồi. Tại sao không nhỉ? Tại sao lại không nhỉ? Gì ngon hơn? Ngon gì không? Why not baby? Why not? Why not? Đấu sĩ à? Vì hồn đầy đường. Em có mấy thương? Không ai có thương. Oh no. Oh no. Oh no. Lo xin đôi. Lo xin hết. Lo xin hết. Đúng rồi, cứ đánh thường đi là chết. Đúng rồi. Nó thống khổ. Ây da. Thua vừa rồi chỉ là hy hữu thôi anh em ơi. Sự cố thôi. Bây giờ phải xử lý nào pha này nhỉ? Gì muốn mua? Mình không vác lắm. Vác mua sau được anh em ơi. Vác mua sau được. Này không mua được sau được. Grab đấm đau thế. Ôi đau quá đau quá đau quá đau quá giờ rồi. Ôi rồi ôi giờ rồi. Trời kiếm chỉ may à. Không cần. Hai cái nguyên tố đủ tanh rồi nhỉ? Hai nguyên tố là thêm 4.000 máu rồi còn gì? Bắt được mấy con đấy. Tí nữa có quả teo cũng được, em cho quả teo vào. Teo nó làm việc. Rứt rứt cái đầu luôn đấy chứ. Anh cầm gì cái thủ vệ à? Anh cái gì ấy? Máu triển miên vậy. Thủ vệ này. Ta sau lên thì chắc mình thêm con floor nữa vào đây. Thêm con Zeal vào đây. Thêm con floor vào đây. Floor xiên đôi một phát ngang. Nếu mà có floor mà độ 40 mana nhá, mình cho một con floor ở đây, hai con floor đứng đây, nó xuyên thẳng một phát, xuyên hai con cũng cháy anh em ơi, cũng cháy. Chỗ cần cho hai floor hai bên nhỉ. What, trận này mà có teo ăn nát thì nó lại nát luôn ý chứ à. Ôi trời ơi, nhiều quá, đánh kiểu gì. À, em muốn bán nhầm con rồi. Ê, có teo nát nè. Đúng rồi đấy, anh em ơi, anh em hiểu ý mình liền rồi đấy. Ê, nhưng mà không biết thấy đánh kiểu gì nhỉ. Voi này. Teo nát QC. Bỏ bán thần à? Thế là quay sang đánh thú được không nhỉ? Quay sang đánh thú kịp không nhỉ?
làm quả thú phát là một đường dạng, một hàng ngang tập hợp ấy anh em. Bây giờ xoay bài vẫn kịp nhỉ? Kịp kịp không ta? Rishi nhá. Ma tộc, nếu mà thêm được cái thẻ ma tộc nữa là thêm ma tộc nhá, có thêm thẻ thú cũng được nhá. Rishi thêm von cắt thì thêm thêm. Có đồ cho thú luôn này. Chết dở rồi, đúng rồi, đúng đúng ý mình luôn rồi anh em ơi. Pha này là chí mạng đúng ý mình rồi đấy. Đúng không? Không đúng không ạ? Yon không cần, rồng. Rồng không có mana. Trận này đúng không có mana mà, không không chơi được. Chơi được rồng. Chơi được rồng. Đúng ý, đúng ý, đúng ý. Voi bán thần thì có thể, có bán thần thì có thể vẫn cho vào tạm được cầm máu. Ta sẽ lên lên 8 sớm nhá, mình sẽ phen 7 thú. Ma ra 3 quả thương ạ. Ai mà ngờ được, anh em ai mà ngờ được. Má học trò kìa. Thua 2 rồi. Chết thêm con nữa. Bụp, mình chết. Mong bây giờ cầu nhờ cầu trời là ra một cái thẻ thú cái gì đó thôi em. Cần nhất với thẻ. Một cái thẻ gì đó cũng được. Gì bán luôn. Ôi, thôi bán hơi sớm. Chờ QC. Mua lại. Không sao, cầm máu một tí nữa anh em. Cầm máu một tí nữa. Này thì dầm thổi này. Ui con HT sấy đau thế. Nó hồi lại máu rồi anh em ơi, nó hồi lại máu rồi, con kia hồi máu nó đó, là nét te hồi máu nó đó. HT oan nét te cũng hay phết nhỉ. Cũng tìm nhiều. Hồi máu liên tục. Hay. Chữ thứ ba bán thần lại bán sử bán thần kia sao ta sau lên đảo vị trí một tí đi cho nó sôi động cuộc đời lên. Bắt con diêu rồi thì à. Ui rồi floor bên này cũng có một thương à? Một bạn có thương em ơi. Check bạn có thương kia nhá, tí nữa mình phải check nhá. Bây giờ không cần check lắm thôi nhưng mà tí nữa phải check nhá. To xiên. Ulti. Mình check. Rồi, bắt đầu nào. Bắt đầu đi tìm thú rồi anh em ơi. Đến lúc rồi. It's time baby. Mày anh thú à? Cơn ác mộng nó sắp đến anh em ơi. Ấy ôi nhầm 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 kéo ấy, kéo kia phải bay từ từ nhá. Hai teo đúng thú, bỏ một floor đi à, mình muốn chơi hai floor được không? Tám tướng này, một Chrissy chắc, một Chrissy, một con teo, một con teo, một con floor, hai con floor bỏ bỏ con teo. Ok hiểu. Vậy thì chắc là mình sẽ phải bỏ một con
Floor con gì đi, ban đun đủ thú luôn à. Ôi bỏ một con Floor đã này. Sẽ sao này, Teo đứng đây à? Teo này đứng đây. Floor xiên luôn à. Ừ, cũng không còn cách nào khác nhỉ. Cách này thôi. Ai quên mất phải có một con đứng lại để cho con Nacot này nó đỡ chạy đi. Ai quên mất đấy. Quên tí anh em ơi, quên tí. Nhầm nhọt sang trồng trò tí. Xin một cái thẻ ma tộc nhá, xin một thẻ ma tộc mà thẻ thú gì đấy nhá. Xin 102 thẻ thôi là được. À đồ rồi, teo. Không có rồi. Gần pháo đó. Ngon. I guess. Cái trận này không chơi được Malok đúng không? Cái trận này mình chỉ chơi được con cát thôi à? Trận này phải lên Teo 3. Ai mà không chơi được Malok? Ai mà không chơi được Malok anh em? Chưa mắc ping lắm đâu, mình phải pick 3 thương cơ. 3 thương mới mắc ping được anh em. Em chưa phải gọi là mắc ping. Chưa hề mắc ping. Đấy, Malok vào thì cầm máu thôi. Malok hay mình chơi Malok luôn nhỉ? Malok. Được Fensu, suy nghĩ. Chồng không cần. VC có thể lên 3 được thì chẳng tốt. C... mình có muốn thêm một con nữa không? Mình muốn thêm một con thú nữa bay đi không? Và mình sẽ bắt ở cái góc đáy kia chăng? Một thương bắt đáy này. Chưa cần cùng con John Gret sang. Chrissy bọc. Tự nhiên mua thừa con Chrissy. 5 con teo tìm thêm không? Hay là lên 9 nhỉ? Lên 9 thì con cát cũng ngon. Không có sách thánh nhưng mà mình cảm giác mình cần thêm một tí slot tướng nữa anh em ơi. Này hơi ít slot tướng. Thế là vừa đi lên mình cũng vừa tìm keo được thêm mà. Bảy con mình cầm 6 con teo đấy. Cách nào đây nhá. Thương bắt đáy đúng không? Cả một cái thương bắt bạn bên kia. Đúng rồi, chính xác hai cái thương luôn, không có cái thương nào khác. Nà cả rốt của chúng tôi này. Liềm chúng tôi này. Bắt hai con chủ lực thì làm gì còn đam nữa anh em ơi. Bắt hai con chủ lực làm gì còn đam. Nhưng mà bây giờ mình có tận 6 con teo thì chắc là mình cứ roll được dần dần rồi mình sẽ lên con teo 3 thôi, không có gì đâu. Đằng nào mình cũng hơi cần con teo kia để mình cho nó bay anh em. Nếu mà không có von cát thì chơi von cát để chơi thên à? Nhưng mà không có sách thánh nhỉ? Khó nhỉ? Chưa định hình được là sẽ đánh thế nào đâu.
Chắc mình chờ vòng 25 mong ra một cái thẻ tăng slot tướng mình mới chơi được mà. Mấy bạn kia ông thì cũng cũng hơi cũng hay đánh bốn 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 thú nhỉ, bốn thú chạy bây giờ Maloc 2 thì chẳng hãy bỏ Maloc đi cũng tiếc chứ anh em, tiếc chứ. Đấy, nhầm nhầm nhầm. Bây giờ bỏ Maloc đi. 4 thú rồi thêm hai sót tướng nữa là thêm hai con ma tộc là vừa. Đánh tạm hai con teo, khi mà có ba con teo, khi mà có con teo teo 9 con teo rồi thì bỏ này lấy con thên, hoặc con Lily. Lily được. À đâu, ba pháp sư rồi, ba phù thủy rồi. Ba phù thủy không cần Lily nữa. Thôi đến lúc đấy tính nữa nha anh em nhé, lúc đấy tính. Ba bạn. Ui, à quên mất. Bạn này phải đi xuống một. Ôi con này nó còn choáng mình nữa. Mà cái trường hợp này thì không không thể ngờ được anh em ơi. Trường hợp quả. Còn con Azenka bị bế xuống đây xong rồi con xong rồi con Ly nó choáng thì chịu rồi. Cày. Quên mất con này phải đi, con này phải đi xuống một ô này. Này đi xuống một ô không nó nó không có con gì đứng lại. Cần sách thánh hoặc là choi. Cho ai cũng được. Không vội anh em ơi, không vội, không được vội. Chơi game là không ngừng vội. À không, không được vội. Không được vội. Thương bắt đáy. Nakot bắt đáy đúng không? Đứng đây luôn. Trung kỳ quá, không được, không được, không được. Bắt hết địch rồi làm gì? Bắt hết quả địch rồi còn đấy. Làm gì còn địch mà chơi nữa. À, con Phoenix này nó phải đứng ở chỗ khác. Phoenix không đứng đây được, con Phoenix đứng đây không chết được bởi mình bế hết tướng rồi. Đứng chỗ khác. Thôi lỗi của đấy đấy. Lỗi nhiều phết. Hơi lỗi. I will see my destiny to the end. Đúng không? Bế con teo mình sẽ. Hay đấy, thú vị đấy, thú vị thiệt, thú vị thiệt, thú vị thiệt. Một phát ulti bốn bốn bạn. Number 4, bạn cầm thương kia xuống đây là bốn này. Đây chính xác bạn này, xuống đây là bốn, đúng bốn con. Không gặp bạn đấy rồi nhưng mà gặp bạn ba con này cũng được. Ba con thôi. Thêm bổ góc không có ai luôn kìa. Gretno. Ok chưa anh em ơi? Ok chưa? Khoái quá. Khoái quá, khoái quá. Chưa gặp bạn cầm thương kia đúng không? Ba cái thương thôi chứ mấy đâu anh em. Ba cái thương à. Tướng nhỉ. Đấy là không thấy quả tướng gì rồi anh em ơi. Cầm Maloc thì bạn này cũng có bạn cầm chơi Maloc mà. Ui trời ơi, bế hết mấy bạn này lên cho mình. Bế bạn này lên xong rồi mấy con teo này, con ulti nó kiểu ulti ngang nữa, hai con teo ở cuối nữa. Bế hết lên. Ui rồi ôi, ôi Maloc bị ăn choáng rồi em. Maloc bị ăn choáng không ngờ được ấy. Ôi chết rồi. Ôi chết rồi. Ôi chết rồi. Chết rồi các bạn này counter mình ấy. Ê.
Cái bạn này bạn ấy đã counter mình rồi. Hai con. Thì bây giờ ấy. Thôi rồi, kệ bạn ấy. I guess. Chúng ta vẫn có khả năng lên được con teo này. Băng pha này lên lên một cái tăng sót tướng phát để mình chơi 6 thú chứ không, không chơi được 6 thú với em thôi. Má mình tưởng mình làm bố được rồi mà sao mình vẫn thua bạn này. Chết rồi, bạn này còn Yon 3 này. Bạn này có thương không? Bạn này là các bạn có thương không? Mình vẫn phải để tướng cái kia để mình counter bạn này vát đã. Xong rồi cái bạn nhiều cung kia mình, bạn 6 cung kia mình sẽ counter một cách khác nhé. Đang chưa nghĩ ra cách đây. Trò này cũng hay nhỉ. Thay vì tanh bằng voi mà này tanh bằng Gret à. Cũng thú vị đấy. Chết rồi, còn lại còn thương ở con này nữa. Đủ chưa? Rồi, hơi vội anh em ơi. Chắc là mình sẽ bỏ thú đi nhá. Bốn tướng này, ok này. Con này mình ulti được bốn tướng rồi này. Con cát chưa có sách thánh này. Dễ là đi ở đây à. Ui, hai tướng. Ôi, đấy cũng đỡ được. Không, của đấy lẽ là mình roll được thêm. Không, roll được thêm con này cũng chả để làm gì. Thêm một con teo nữa thôi. À, ở đấy đáng lẽ là roll thêm tiền. Của đấy mình nhiều. Mình nhiều trang bị quá. Mình đã mình loát không kịp quả bốn thương. Nhiều trang bị quá. Nhiều thương quá. Má. Thêm đi rắc nhá. Mình thêm được một tướng này, thêm một tướng nữa là rất quan trọng này, thêm con teo ở dưới đáy này. Xong rồi bốn đứa bốn hàng, bốn đứa một hàng. Xong con teo bị bế sang thì là năm con teo sẽ bắn ngang, teo xuống kia bắn ngang. Chứ chắc đã thua. Tại mình trận đấy mình thua có mỗi một hai tướng thì thôi. Xong rồi bạn 6 cung này mình sẽ tìm cách khác. Lắp xong cái đồ xong rồi mình roll thêm một tí nữa. Đỗ luôn. Thôi, phim mình đến đây kết thúc rồi. Nếu anh em thích cái clip trên thì hãy like, subscribe, comment phía dưới những góp ý bạn thể giúp mình phát triển kênh. Vậy thôi anh em ơi, bye bye.